sẻ chia kinh nghiệm, mang tới cho khách hàng những giải pháp chuyên nghiệp hàng đầu, đem tới những lợi ích về đầu tư và chắc chắn cho tương lai. Sẻ chia vì môi trường làm việc chuyên nghiệp sáng tạo. Chung tay vì đất nước mạnh giàu. Cùng với khách hàng, sẻ chia tương lai bền vững cho cả cộng đồng. Ngày 16 tháng 4 năm 1979, Viện Cơ giới hóa và Công nghệ xây dựng chính thức ra đời. Với chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, nâng cao năng lực tổ chức thi công xây dựng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững về chuyên môn sau này. Năm 1994, Viện Cơ giới hóa và Công nghệ xây dựng sáp nhập với Công ty Kiểm định xây dựng thành Công ty Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định xây dựng. Năm 1997, logo và thương hiệu Koninco được đăng ký trên toàn thế giới. Ngày 6 tháng 2 năm 2007, Koninco trở thành công ty cổ phần. Phát huy kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động, công ty đã khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu Koninco tại Việt Nam và vươn ra quốc tế, phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu, tăng cường hợp tác quốc tế, chăm lo đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Koninco là đơn vị tiên phong tại Việt Nam về nhượng quyền thương hiệu, nhân rộng mô hình và phát triển thương hiệu Koninco ngày càng lớn mạnh. Đến nay, trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng xây dựng thương hiệu Koninco là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam và trở thành thương hiệu tư vấn hàng đầu của Việt Nam trong chuỗi mắt xích tạo nên giá trị tư vấn toàn cầu. Ngày nay, Koninco được khách hàng và các đối tác ở Việt Nam và trên thế giới biết đến là nhà cung cấp dịch vụ giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, nổi tiếng bởi sự tận tâm và lòng trung thực. Là một công ty dịch vụ tư vấn đa ngành nghề, Koninco còn tiến tới nhận thiết kế công nghệ, gia công chế tạo thiết bị và quản lý dự án cho một số hãng nước ngoài và hợp tác liên danh với các công ty của Mỹ, Đức, Italia, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc để trở thành một trong những mắt xích tạo ra giá trị toàn cầu. Là một địa chỉ kết nối đáng tin cậy để đưa tài nguyên chất xám công nghệ từ các tập đoàn lớn của thế giới để tạo ra các sản phẩm tại Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế. Koninco đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, chất lượng và hiệu quả mang lại lợi ích bền vững. Tư vấn, quản lý dự án, thiết kế, giám sát thi công xây lắp, thí nghiệm kiểm định, công nghệ xử lý môi trường, chứng nhận phù hợp chất lượng, kinh doanh, bất động sản, xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại, đào tạo và nghiên cứu khoa học R&D, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hiện nay, Koninco đang tham gia tư vấn cho nhiều dự án lớn trong tất cả các lĩnh vực xây dựng dân dụng, hạ tầng, công nghiệp như xây dựng công trình dân dụng, công cộng, trung tâm hội nghị quốc gia, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trụ sở Bộ Công an, nhà Quốc hội, Gangnam, Vincom Hà Nội, Vincom Hồ Chí Minh.
hạ tầng giao thông thủy lợi, sân bay quốc tế Cần Thơ, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Côn Đảo, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đường trên cao Vành Đai Ba, công nghiệp và năng lượng, thủy điện sông Đà, Sơn La, nhà máy xi măng Bút Sơn, Bình Sơn, Cẩm Phả, Hà Tiên. Conico cam kết thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO và cải tiến thường xuyên liên tục để đảm bảo tính hiệu quả và tính thực tiễn của hệ thống quản lý chất lượng nhằm mục đích thỏa mãn khách hàng. Là một trong những đơn vị tư vấn đầu tiên ở Việt Nam áp dụng hình thức nhượng quyền thương mại. Hiện nay, Conico bao gồm hệ thống của 10 công ty thành viên và liên doanh với nước ngoài. Cùng với mạng lưới công ty rộng khắp Việt Nam và vươn ra trường quốc tế, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực hết mình để trở thành bạn đồng hành, chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín và là đối tác tin cậy trên mọi công trình. Đoàn kết để vươn cao, sáng tạo cùng đột phá, chuyên nghiệp tạo thành công, tận tâm với cộng đồng, tín đức xây bền vững. Conico sẻ chia để kết nối.